trong những năm trở lại đây, điểm chuẩn đại học của ngành marketing đang ngày càng tăng cao hơn. Lượng người quan tâm về marketing cũng đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Đâu đâu cũng có những bài đăng tuyển dụng nhân lực ở trong ngành này. Kéo theo đó là sự ra đời và phát triển chóng mặt của những fanpage, KOL, group về chủ đề marketing. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển đó lại là những hệ lụy nguy hiểm như là hiểu sai về bản chất của ngành marketing, những nhầm lẫn về công việc của một người làm trong ngành này, cũng như là những ảo tưởng về một công việc nhẹ nhàng nhưng lương thì cao ngất ngường. Nếu bạn là một học sinh đang muốn theo học ngành này, hay là một người đang đi làm nhưng mà lại muốn chuyển sang làm marketing, thậm chí là bạn là một người đang làm marketing và cần lời khuyên cho sự nghiệp của mình, thì video này sẽ có ích cho bạn đấy. Nội dung trong video được lấy từ bài viết Muôn màu thế giới marketing của tác giả Đỗ Xuân Khoa, trưởng phòng marketing và truyền thông của công ty công nghệ Advin, đăng trong sách Người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì. Trong video này, chúng mình xin tóm gọn những ý chính của tác giả qua 3 phần sau đây. Đầu tiên là hiểu về khái niệm và vai trò của marketing. Tiếp theo là lời khuyên cho tân binh ngành marketing. Và thứ ba là câu chuyện và bài học của tác giả. Bạn có thể tham khảo cuốn sách Người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì để đọc toàn bộ nội dung của bài viết nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nào. Hiểu về khái niệm và vai trò của marketing trong doanh nghiệp hay là tổ chức. Một trong những định nghĩa đơn giản nhất, marketing là đáp ứng nhu cầu, mang lại lợi nhuận. Marketing là hoạt động giúp doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận mong muốn thông qua hai việc sau: xây dựng thương hiệu và chiếm lĩnh thị phần. Hiện nay, các chủ doanh nghiệp vẫn nghĩ marketing là truyền thông, thương hiệu thì tương đương với cả làm PR, và vẫn yêu cầu marketing chịu trách nhiệm về doanh số. Theo tôi, cách hiểu này chưa đầy đủ, chỉ một số doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp Việt có bộ phận marketing chuyên nghiệp mới thực sự dùng hết sức mạnh mà marketing mang lại. Phần lớn còn lại thường rơi vào các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup, sẽ gặp rất nhiều vấn đề khi triển khai bộ phận marketing, làm marketing và đánh giá hiệu quả của bộ phận này. Đơn cử một chuyện rất hay gặp cho các doanh nghiệp trẻ khi kinh doanh và sử dụng digital marketing. Họ thường chỉ tập trung chạy ads ra đơn và thường xuyên gặp tình trạng khi cần thúc đẩy doanh số, họ chạy một chương trình khuyến mãi giảm sốc trong khi chi phí quảng cáo trên các nền tảng như là Facebook, Google ngày càng tăng. Tỷ lệ khách quay lại mua hàng thấp dẫn tới lợi nhuận thực tế bị sụt giảm nghiêm trọng. Càng làm càng lỗ hoặc doanh số khủng nhưng mà cuối ngày vẫn không thấy tiền đâu là hiện tượng mình đã nghe được rất nhiều khi tư vấn chiến lược và đào tạo tư duy marketing. Giá mà doanh nghiệp trẻ, vừa và nhỏ có thể nhìn nhận và bao quát tốt hơn, họ sẽ thấy tư duy marketing đúng đắn là nên đầu tư cho việc làm thương hiệu và chiếm lĩnh thị phần dựa trên sản phẩm phù hợp với thị trường, liên tục thu hút tập khách hàng mới, từ đó gia tăng tần suất sử dụng sản phẩm, tạo ra các thời điểm sử dụng sản phẩm mới, xây dựng trải nghiệm khách hàng hấp dẫn, gia tăng giá trị trung bình từng khách hàng giá trị trọn đời. Điều này mang lại lợi nhuận bền vững, dần dần giúp cho doanh nghiệp cai nghiện quảng cáo Facebook và khuyến mãi, bán sản phẩm ở mức giá cao hơn thị trường. Vậy thì với một bạn trẻ đang muốn gia nhập ngành marketing thì sẽ cần chuẩn bị điều gì? Tân binh vào nghề, đừng vội vã, đường dài mới biết ngựa hay. Do ở Việt Nam, đa số chúng ta nhận thức về bản thân còn chậm và yếu hơn các nước ngoài, nên quá trình tìm hiểu xem mình phù hợp và muốn phát triển ở vị trí nào của agency và client sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, bạn không nên gây áp lực cho bản thân quá. Nếu người khác bằng tuổi bạn đã chọn được công việc mà họ cho là phù hợp rồi, có thể là họ cũng không tự tin như những gì mà họ thể hiện đâu. Và trong ngành nào cũng vậy, đường dài mới biết ngựa hay. Khi bạn đã có trải nghiệm sâu sắc và hiểu bản thân mình hơn, bạn tìm được mục đích và ý nghĩa trong mỗi việc mình làm, bạn sẽ có khả năng đạt các bước tiến xa hơn và chắc chắn hơn ở trong nghề nghiệp. Đừng vội vã, hoang mang và cũng không nên bị đánh lừa bởi thành công ở trên Facebook của người khác. Điều quan trọng nhất vẫn là tự ý thức được bản thân. Chỉ nên so sánh mình với chính mình ở trong quá khứ, học hỏi tự hoàn thiện mỗi ngày và luôn tỉnh táo trước thời cuộc. Khi còn là sinh viên, bạn có thể bắt đầu với các cuộc thi marketing, một chương trình internship tốt, học thêm các khóa học, tìm một mentor đã làm ở vị trí bạn muốn tiến đến ở trong tương lai. Bạn cũng có thể thử qua một số ngành nghề để hiểu mục đích, giá trị bản thân có tương thích với cả ngành nghề đó hay là không. Một vài bạn học viên của tôi đã nói họ sẽ không làm việc cho các ngành dark market như là rượu, thuốc lá, do họ không muốn làm ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Đó là lựa chọn của họ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, bạn hãy dành thời gian tự đánh giá, tự chiêm nghiệm, hiểu bản thân khi mình bước chân vào một ngành nghề mới, điều gì sẽ khiến mình thay đổi và thích ứng. Liệu những giá trị mới có phù hợp với mình hay là không? Chỉ dựa trên quan điểm của người khác để vội vã đưa ra nhận định mà không nhìn vào bên trong tìm kiếm câu trả lời,
Rất có thể, bạn sẽ bỏ qua một số trải nghiệm mà nhiều năm sau nhìn lại, bạn mới nhận ra điều đó thực sự cần. Khi mới ra trường, nếu bạn muốn làm việc tại client, có một cơ hội rất tốt là tham gia vào brand team thông qua các chương trình quản trị viên tập sự, Management Trainee, MT. Xin lưu ý, việc đỗ vào Management Trainee không đảm bảo bạn sẽ theo đuổi ngành học marketing lâu dài. Trong số hơn 10 bạn MT đã từng học Marcus, không phải ai cũng chọn tiếp tục với marketing và tiến lên các vị trí quản lý. Một số người sẽ chọn làm việc tại client một thời gian, sau đó sẽ mở doanh nghiệp riêng. Nếu thi Management Trainee quá sức với bạn, hãy tìm một công việc thực tập tốt tại các công ty lớn. Có thể bạn sẽ không được trực tiếp làm chiến dịch, nhưng bạn sẽ có cơ hội quan sát và tự học. 90% thời gian của một bạn internship tại client rất có thể sẽ là công việc giấy tờ. Đừng mất kiên nhẫn, hãy nhìn vào mặt tích cực của nó. Bạn cũng có thể ứng tuyển trực tiếp vào client dựa trên các chương trình tuyển dụng đăng tin ở trên website của họ hoặc là các trang thông tin tuyển dụng. Tìm kiếm một người quen trong công ty client để hỏi trước thông tin về client đã bạn nhé. Có đủ thông tin, bạn ứng tuyển sẽ tự tin hơn rất nhiều. Thông thường, để đi từ vị trí thực tập sinh lên quản lý, bạn sẽ mất từ 5 đến 7 năm. Các bạn tham gia chương trình Management Trainee sẽ đi nhanh hơn từ 3 đến 5 năm. Cá biệt, tại Marcus Marketing School đã có một trường hợp chỉ mất 2 năm rưỡi để lên Brand Manager tại công ty nổi tiếng nhất tại Việt Nam về hàng tiêu dùng nhanh. Nếu sau khi tốt nghiệp bạn muốn làm việc tại các agency, hãy chú ý rằng các agency thường tuyển dụng nhiều vị trí nhỏ thông qua các cuộc thi marketing và có các bài kiểm tra thú vị đi kèm. Bạn có thể tiếp cận với cả agency tài trợ cho các cuộc thi bằng cách tự ứng cử kèm theo portfolio của mình. Các bạn cũng lưu ý, tùy vào loại hình agency mà các vị trí sẽ khác nhau. Và cũng hãy thoải mái vì công việc của bạn có khả năng là sẽ thay đổi ở trong tương lai. Rất có thể, công việc đầu tiên bạn chọn là chạy quảng cáo. Sau một thời gian, bạn nhận ra điều bạn thực sự cần. Muốn làm lại là vận hành trong một tổ chức giáo dục. Đó là chuyện hết sức bình thường trong một thế giới biến động từng ngày như hiện nay. Con người luôn vận động và thay đổi, tâm lý của bạn cũng thay đổi theo thời gian. Chỉ có luôn tìm hiểu về bản thân và nhìn vào bên trong mới giúp chúng ta đưa ra lựa chọn tốt nhất với mình. Tương tự với phía client, để lên vị trí quản lý tại agency, bạn sẽ phải cần từ 5 đến 7 năm. Thời gian có thể sẽ đến sớm hơn, từ 3 đến 5 năm với một số agency và năng lực của bạn. Một số agency có chương trình liên kết thực tập với các trường đào tạo marketing. Ở Sài Gòn bạn có AIM Academy và ở Hà Nội bạn có Marcus Marketing School. Khi vừa ra trường, bạn có thể tìm thực tập tại một agency tốt bằng cách tham gia các chương trình này. Để quyết định lựa chọn vị trí phù hợp trong agency hay là client nói riêng và con đường nghề nghiệp nói chung, bạn cần biết đam mê không phải là lựa chọn duy nhất để chọn nghề nghiệp. Bạn có thể tập trung phát triển kỹ năng tốt và dành thời gian suy nghĩ về mục đích của bản thân. Đam mê mất thời gian để tìm hiểu và nó sẽ đánh đổi rất nhiều thứ. Do đam mê chỉ là yếu tố cá nhân, không phải lúc nào cũng có nhà tuyển dụng trả tiền cho đam mê của bạn. Một đam mê không có đất diễn, không có ai thuê mình thực hiện, không có môi trường để theo đuổi, sẽ khó để chuyển hóa thành sự nghiệp. Tôi tin là bạn sẽ không chọn lựa một công việc để làm cả đời như thế hệ ba mẹ nữa. Bạn có thể tìm kiếm trên Google để thấu hiểu hơn về xu hướng sự nghiệp không biên giới. Ngoài ra, do sự tự ý thức bản thân của bạn chưa được rèn giũa sớm, bạn sẽ cần thêm thời gian khi ra trường để thực hành điều này. Bạn có thể lựa chọn không quá tự tạo áp lực mình cần thành công sớm ở trong nghề marketing. Khi bạn chưa trả lời được các câu hỏi, tôi là ai và tôi ở đâu và đang tìm kiếm điều gì? Các câu trả lời cho hai câu hỏi trên có thể thay đổi theo thời gian và ảnh hưởng của môi trường xung quanh bạn, nên hãy bình tĩnh và đừng vội vàng. Còn bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn hành trình làm nghề của tôi trong hai vai trò, từ làm thuê tới làm chủ. Từ một chàng sinh viên học việc tới CEO của một local brand, những bài học đã nhặt đầy túi nhưng vẫn chưa đủ. Trong lĩnh vực chuyên môn brand marketing, tôi có 4 người anh chị: anh A, anh B, anh C và chị D. Đây là 4 người tôi luôn dành nhiều sự ngưỡng mộ và để tâm quan sát nhất. Tôi xin phép các anh và chị cho tôi được chia sẻ kỷ niệm nhỏ với các bạn trẻ trong số các bài học tôi đã được học về chuyên môn marketing và phát triển bản thân. Anh A là sếp đầu tiên tôi được làm việc cùng khi mới vào công ty X. Anh ngồi ngay sát tủ tài liệu. Từ chỗ anh, chỉ cần ngẩng lên là quan sát được cả phòng. Lúc tôi nhận việc, anh bảo ngồi cạnh anh luôn cho tiện làm việc. Sau này tôi mới biết, chỗ tôi ngồi chẳng ai dám nhận vì anh nổi tiếng cực kỳ kỹ tính và tiêu chuẩn cao. Ngồi cạnh anh chẳng dám mở Facebook chứ đừng nói gì là nhắn tin ở trong giờ. Tôi thì là nhân viên mới, ngơ ngác có biết gì, nghĩ đơn giản là ở cạnh sếp thì chắc là học được nhiều điều. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Bài học thì lắm mà học phí thì cũng đắng.
Trước đây, tôi là người theo xu hướng nói nhiều làm nhiều. Tôi hay kêu ca lắm, làm cũng lắm. Trong chiến dịch khuyến mãi kéo dài 3 tháng, đón kỳ nhập học của các em học sinh, tôi chịu rất nhiều áp lực để vận hành và trao thưởng theo đúng cơ cấu chương trình. Tôi nhớ mình đã kêu ca rất nhiều trên văn phòng, nhưng hoàn toàn không ý thức được lời than vãn và kêu ca ấy nhiều tới mức anh quay sang và nói với tôi, đại ý là như thế này. Làm việc đừng có kêu, kêu ít thôi, làm nhiều hơn đi em. Em kêu một, ảnh hưởng tới người xung quanh 10. Em kêu như vậy có giải quyết được vấn đề hay là không? Muốn lên quản lý mà chịu áp lực kém thế à? Một ngày anh có bao nhiêu việc như em? Anh có kêu câu nào không? Mà em mới làm được một góc chương trình em đã kêu như vạc thế. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và tôi đã nhận ra từ lúc nào kêu ca lắm, làm cũng lắm lại thành tiêu chuẩn trong công việc của tôi. Tôi tự nhận mình là người khắt khe và tiêu chuẩn cao, chịu áp lực giỏi. Nhưng tới lúc đó tôi mới hiểu sức chịu đựng của mình còn thấp tới mức nào. Tôi còn nhớ trong giai đoạn cao điểm, ngày tôi nhận khoảng từ 30 đến 40 emails từ 7 đến 8 bộ phận đối tác khác nhau gửi tới, cùng một lúc của 2 đến 3 chiến dịch và chương trình mà team đang chạy. Có lẽ anh Nga còn nhận nhiều hơn một nhân viên như tôi gấp 1,5 lần. Một lần nữa, nó khiến cho tôi phải suy nghĩ, đây đã là giới hạn của mình hay là chưa? Cây cao gió lớn, nếu ở vị trí của tôi mà đã chịu không thấu, thì ở vị trí của anh còn áp lực lớn tới đâu? Tôi có đủ sức để sau này đề nghị được lên vị trí quản lý hay không? Với bài kiểm tra lần này, tôi nhận thấy khoảng cách còn xa quá. Năm đó tôi 27 tuổi, tôi hiểu vì sao tôi chưa có được độ chín cần thiết cho vị trí quản lý. Anh B, người trực tiếp quản lý bộ phận, dìu dắt tôi những ngày ấy. Tôi nhận việc được khoảng 3 tháng thì anh mới chuyển về đội. Anh là một phong cách quản lý hoàn toàn khác so với anh Nga. Trong chuyên môn marketing, với anh B, điều quan trọng là hệ thống hàng hóa có được luân chuyển tới điểm bán tốt hay không. Thương hiệu tốt mà hệ thống nhà phân phối và trade marketing không hỗ trợ thì thị phần sẽ ngày càng tụt, trong khi tiền đầu tư và truyền thông lại quá lớn. Anh thường kể với tôi chuyện anh gặp gỡ nhà phân phối và các chương trình giao thương anh đã thực hiện, có thể giúp tăng độ phủ hàng hóa, khả năng nhận diện tại điểm bán như thế nào. Và ở công ty này, chúng tôi cần cải thiện điều gì? Là một người sống rất tình cảm và nhiều khi bay bổng, sau này anh chuyển sang một nhóm ngành hàng khác. Các đại lý và nhà phân phối tại công ty mới luôn nhắc về anh với sự quý mến và tôn trọng. Tôi nghĩ một phần sự tôn trọng này đến từ mối quan hệ tốt đẹp và sự chú tâm tới hệ thống bán hàng mà anh đã xây dựng. Từ việc quan sát, tôi hiểu rằng người làm marketing cần sâu sát thực địa, không chỉ đút chân gầm bàn và bàn kế hoạch. Anh C là người miền trong, với phong cách anh hai Sài Gòn thứ thiệt. Dù quê anh còn cách Sài Gòn mấy trăm cây số, đi tiệc công ty, chẳng mấy khi lũ đàn em chúng tôi phải trả tiền, anh C luôn là người bảo tất. Anh công tác Hà Nội thường xuyên, mỗi lần anh ra Hà Nội là phòng tôi vui vẻ lắm vì có người ký giấy tờ. Anh tạo cảm giác thoải mái cho nhân viên dưới quyền với các bộ phận khác. Anh có cái uy để họ phải lắng nghe những gì phòng marketing đề xuất. Quãng thời gian ấy, chúng tôi vẫn luôn đùa, công ty có sếp A và sếp C, một cặp bài chung. Với anh, người lãnh đạo cao nhất của phòng marketing, tôi chỉ là một nhân viên học việc, luôn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng buổi nói chuyện anh tiếp tôi khi ra Hà Nội công tác đã cho tôi thấy một góc nhìn hoàn toàn khác. Một người làm marketing nếu không tự hoàn thiện bản thân thì tới năm bằng tuổi anh, tôi sẽ đánh mất điều gì? Anh kể về cái thời anh mới ra trường, đi lên từ cái việc làm ở điểm bán, treo tấm băng rôn, treo biển bảng, không kiến thức chuyên môn marketing, không mục tiêu nghề nghiệp cụ thể, dần dần phấn đấu được tham gia brand team. Cả một hành trình dài, anh luôn thấy thiếu mục tiêu, thiếu động lực. Không nhìn được việc làm chủ cho công việc ảnh hưởng ra sao tới lựa chọn nghề nghiệp khi mình đã ngoài 40 tuổi. Ý thức của một người làm nghề này là gì? Tại sao tôi lại chọn nó? Tôi muốn làm thuê nữa không? Hay có ý định làm chủ? Làm chủ thì sao? Mà làm thuê thì sao? Năm ấy, anh ngoài 40. Tôi có thể nói, anh là lãnh đạo đầu tiên tôi thấy dành thời gian đi học và đi du lịch nhiều như vậy. Anh học tất cả những gì ở tuổi 20-30 anh chưa được học. Anh đi du lịch như một cách để có thêm trải nghiệm, giải tỏa căng thẳng và mở rộng thế giới quan. Dù anh luôn nói các em bây giờ rất giỏi, ở tuổi các em, anh vẫn còn chưa có đủ kiến thức và trải nghiệm ngành nghề như thế. Nhưng điều anh làm được là sự nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ. Ngay cả khi đã là một trong những tên tuổi quan trọng, có tiếng nói và có sức ảnh hưởng lớn lên hệ thống marketing của một ngành, anh C vẫn không ngừng học hỏi. Chị D, chị lãnh đạo bộ phận marketing từ thuở sơ khai của thương hiệu và là một nhân cách lớn tôi từng được tiếp xúc. Chị giúp đỡ và chỉ dạy tôi nhiều điều. Tôi xin phép được giữ những kỷ niệm đó cho riêng mình và kể với các bạn một trong nhiều bài học tôi nhận được từ chị. Khi tôi mới về Việt Nam, chị là người gửi email trực tiếp tới quản lý bộ phận,
giới thiệu tôi xem thằng bé này có làm được việc gì không. Tới khi tôi vào công ty làm việc, chị vẫn hay hỏi thăm, thằng bé này có làm được không? Tôi khá bất ngờ, không hiểu sao ở vị trí cao nhất về marketing cho cả tập đoàn mà chị vẫn hỏi han lớp đàn em đến như thế. Chị luôn nói, giờ là thời đại của chúng tôi, của thế hệ trẻ. Các anh các chị đi trước cần phải là người cho đi, giving, nhường lại đất diễn, chứ không thể nào cứ ôm khư khư như là trước được. Chị nói đơn giản như vậy, nhưng cũng như các anh chị lớn khác, điểm chung mà tôi nhận được là tinh thần cho đi mà các anh chị nghĩ sẽ giúp cho chúng tôi trưởng thành. Điều ấy khiến tôi khi đi làm đều nghĩ về việc mình sẽ để lại gì cho lứa kế cận, cho nhân viên cấp dưới của mình. Họ làm việc với tôi, ngoài việc học hỏi và phát triển bản thân, còn điều gì nữa tôi có thể làm được? Một bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết phần mềm quản lý cho các em intern, hệ thống file và tài liệu được lưu trữ đầy đủ theo từng chiến dịch. Các báo cáo so sánh lịch sử doanh thu theo chu kỳ kinh doanh, các mối quan hệ tôi đã có với cả các agency. Tinh thần cho đi của chị D về lừa em út như chúng tôi, trong tình thế thị trường đang căng thẳng của những năm 2014-2016 ấy, là bài học lớn tôi mang theo tới Marcus, Ella và các startup tôi tham gia sau này. Hy vọng rằng câu chuyện nhỏ mà tôi chia sẻ ở đây sẽ cho các bạn thấy ở những môi trường khác nhau với những vai trò khác nhau thì những bài học nhận được sẽ vô cùng đa dạng. Nếu bạn có mong muốn dấn thân vào thế giới marketing muôn màu này, hãy giữ cho mình một tâm thế mở và sẵn sàng học hỏi. Chúc các bạn luôn chân cứng đá mềm. Và vừa rồi là bài viết Muôn màu thế giới marketing của tác giả Đỗ Xuân Khoa, đăng trong sách Người trong môn nghề ngành kinh tế có gì. Nếu các bạn thích nội dung này, hãy like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Ngoài ra thì các bạn có thể bấm thử cái đường link ở dưới phần mô tả để đặt mua sách và đọc phiên bản đầy đủ của bài viết, cũng như là khám phá những ngành nghề khác trong sách ngành kinh tế có gì nhá. Mình là Pink Dot. See ya!